Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư. Nếu Lương Cường liên minh với Thủ Chính thì Tô Đại sẽ ra sao? Chính trường Việt Nam trong những ngày này, Chủ tịch Tô Lâm có mặt thường xuyên ở khu vực Tây Nam Bộ, một khu vực vốn được coi là thánh địa cũ của ông Bà Dũng. Có những ý kiến cho rằng kế hoạch tảo thanh đối với phe Nghệ Tĩnh của ông Tô Lâm đang có dấu hiệu bị chững lại. Khác với các đánh giá trước đó của giới quan sát cho rằng, sau khi Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính, một trợ lý đắc lực của ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính bị khởi tố bắt giam, thì việc ông Trạc bị xử lý là điều chắc chắn, vấn đề chỉ là thời gian. Báo Pháp Luật đăng phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường về ban nội chính. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 7 loan tin, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, ban nội chính không để viên đạn bọc đường nào xuyên thủng. Bản tin cho biết, ngày 5 tháng 7, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024 của Ban Nội chính Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu, chỉ đạo, xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra tại công ty AIC, tập đoàn FLC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An. Đây là một nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã rút hồ sơ từ cơ quan điều tra của Bộ Công an để Ban Chỉ đạo trực tiếp xử lý sau khi Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 5 năm 2014. Các sai phạm kể trên được cho là có liên quan đến các ông bà, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Đây là những người bị mất chức trong thời gian vừa qua do có liên quan đến tham nhũng và nhận hối lộ. Hình ảnh Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Theo giới quan sát, việc ông Lương Cường đến Ban Nội chính dự hội nghị và chỉ thị cho ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương là dấu hiệu cho thấy ông Phan Đình Trạc đã được an toàn. Điều đó có liên quan gì đến việc trong thời gian gần đây, một nguồn tin nội bộ cho biết phe Nghệ Tĩnh gồm các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao của Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt hai lần, một lần ở Hà Nội và một lần ở Sài Gòn, để bàn tính kế hoạch chống lại ông Tô Lâm và Bộ Công an. Đó cũng là lý do vì sao kế hoạch tảo thanh của Chủ tịch Tô Lâm với phe Nghệ Tĩnh đang bị chững lại, không tiến triển. Quyền lực của Chủ tịch Tô Lâm và phe Công an được cho là không thuận buồm xuôi gió. Trước đây, giáo sư Zachary Abuja từng giải thích về việc tổng trọng đưa Đại tướng Lương Cường vào vị trí Thường trực Ban Bí thư là một trong năm chức danh quyền lực nhất của đảng vì ông Trọng đã sử dụng phép dùng quân đội để cân bằng quyền lực và duy nhất chỉ có quân đội mới là lực lượng làm đối trọng được với Bộ Công an của Tô Lâm trong lúc này. Lâu nay, Quân đội Nhân dân và các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn được đánh giá là đứng ngoài các tranh chấp trong nội bộ đảng. Để bảo vệ hình ảnh của mình, quân đội ngày càng tránh xa việc giải quyết các vụ bất ổn trong nước. Đây là sự khác biệt căn bản giữa quân đội và công an. Trong khi đó, lực lượng công an luôn bị coi là lũ kiêu binh trong mắt người dân. Đây là điều gây bất lợi cho tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Hình ảnh Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Hơn nữa, những động thái gần đây cho thấy Chủ tịch Tô Lâm đang bành trướng nhân sự với việc tăng quân số thêm 300.000 biên chế từ lực lượng an ninh cơ sở. Phải chăng đó là lý do các tướng lĩnh quân đội quyết định vào cuộc để chấn chỉnh? Theo giới phân tích, kể từ năm 1986, từ sau đổi mới đến nay, những người nắm giữ các chức vụ tứ trụ hoặc từng làm thường trực ban bí thư có khả năng cao sẽ trở thành tổng bí thư. Ngược lại, chưa từng có tổng bí thư nào xuất thân từ công an. Từ quân đội thì có Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, một nhân vật thân Bắc Kinh, có khả năng sẽ được Trung Quốc lựa chọn và ủng hộ để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thay cho Tổng Trọng. Vì thế cho nên nếu Đại tướng Lương Cường liên minh với ông Phạm Minh Chính thì có thể ông Cường sẽ thăng tiến cao hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin cuộc đua ghế Tổng Bí thư, nếu Lương Cường liên minh với Thủ Chính thì Tô Đại sẽ ra sao? Tô Chủ tịch vung gươm Sibutra vào ông già đang thoi thóp, ông già tắt hay gươm gãy. Tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa diễn ra vào ngày 3 tháng 7, việc sai phạm tại dự án Sibutra,
cách đây 20 năm đã bị xới lại. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết lãnh đạo đã bị Sở kiểm điểm về việc này. Báo chí nhà nước cho biết, theo đại biểu Vũ Ngọc Anh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn 8601 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 29 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, suốt gần 2 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư vẫn luôn muốn ém vụ này chìm xuồng. Hình ảnh vết chạm của ông Tổng Bí Thư bị xới lên. Dự án Sibutra được xác định đã làm cho nhà nước thất thoát 3.000 tỷ vào thời điểm cách đây 20 năm. Đây là một con số rất lớn. Dự án này gắn với vết chạm của Tổng Trọng thời còn làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Sibutra với ông Nguyễn Phú Trọng được ví như là Thủ Thiêm với ông Lê Thành Hải vậy. Theo ý kiến của một số người thạo tin, Bộ Kế hoạch Đầu tư muốn xới lại vụ Sibutra vào năm 2022 là theo chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính. Lúc đó, ông Chính đang gặp sóng gió chung với ông Nguyễn Xuân Phúc về trách nhiệm của người đứng đầu trong các đại án chuyến bay giải cứu và Việt Á. Đó được cho là đòn đánh trả của ông Thủ tướng nhắm vào ông Tổng Bí Thư, ngụ ý rằng nếu ông đánh tôi thì tôi sẽ khui hầm phốt nhà ông. Thực tế là giờ đây Nguyễn Xuân Phúc đã gục ngã, mà ông Phạm Minh Chính thì vẫn bình an. Đó là dấu hiệu của sự thỏa hiệp, cả hai bên đều lui binh. Ông Chính không ngã ngựa, mà vết chạm của ông Tổng cũng được đậy lại. Lúc này bỗng nhiên vụ Sibutra lại bị khui ra, khiến dư luận đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là đòn đánh của ai đó nhắm vào ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Những kiểu khui nắp hầm phốt như thế này vẫn luôn là dấu hiệu của những trận chiến giữa các phe phái. Người bị đánh rõ ràng là ông Tổng Bí Thư, nhưng người đánh là ai thì vẫn là ẩn số. Dùng phương pháp loại trừ thì thấy đây có lẽ là ông Chủ tịch nước ra tay. Hiện nay Tô Lâm đang bắt tay với Phạm Minh Chính, chỉ đạo cấp bộ thúc ép xuống chính quyền Hà Nội. Không ai khác chỉ có thể là ông Thủ tướng. Xét về động lực, ông Thủ tướng không có nhu cầu hạ ông Tổng, vì nếu có hạ thì người khác hưởng chứ không phải ông hưởng. Như vậy rất có thể ông Chủ tịch nước đã nhờ tay ông Thủ tướng để xới lại vụ án Sibutra này. Cả một rừng tiêu cực đang chờ khui nắp, mà người bị mất uy tín không ai khác chính là đương kim Tổng Bí Thư. Hình ảnh sai phạm dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Hiện nay Tô Lâm đã chiến thắng hầu hết các trở ngại, chỉ còn cách vạch đích một hơi thở của Tổng Trọng. Ngày nào mà ông Tổng còn sống thì ngày đó Tô Lâm vẫn chưa an tâm, bởi thời gian càng dài thì càng tạo cơ hội cho những kẻ đa mưu, túc kế, giỏi đánh úp và đang giả vờ bắt tay với ông. Cần phải đẩy ông Tổng rời khỏi ghế để tránh đêm dài lắm mộng. Tô Lâm thì đang rất vội, mà ông Tổng thì cứ giữ hơi tàn thôi thớp, thở hoài không chịu tắt. Khả năng cao ông Tổng sẽ phải dốc hết hơi tàn, sống mái một trận với đồ đệ cũ để bảo vệ danh dự cuối cùng trên ngai vàng. Xem ra, những ngày tháng cuối đời của Tổng Trọng cũng không được an ổn. Tô Lâm đang như con thú dữ sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích. Còn ông Tổng thì là một bố già từng trải, dù sức tàn lực yếu nhưng cũng không dễ đầu hàng. Người của ông Tổng trong ban bí thư chiếm hơn một nửa bộ chính trị, đồng thời nắm giữ ghế thường trực ban bí thư là tướng quân đội. Tô Lâm muốn vung gươm, kết liễu sự nghiệp chính trị của ông già đang thoi thóp cũng không dễ dàng. Liệu vụ Sibutra được thổi bùng bởi Tô Lâm hay bị ép chìm xuồng bởi bàn tay ông già đang nằm trên giường bệnh? Hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Chủ tịch vung gươm Sibutra vào ông già đang thoi thóp, ông già tắt hay gươm gãy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d